tư thế thứ ba. Tư thế thứ tư. Tư thế thứ năm. Tư thế thứ sáu. Và cuối cùng tư thế thứ bảy. Sau đây các vận động viên sẽ thực hiện phần sơ đỏ tự do. Phần sơ đỏ tự do bắt đầu. Khép lại phần thi chung kết của các nam vận động viên có trọng lượng đến 65 kg. Xin quý vị